Phật, kính bạch Thầy, khi tu định vô lậu tri kiến giải thoát phóng ra cào kiếm, đó có phải là trí tuệ không? Xin Thầy giải rõ cho chúng con được hiểu. Khi tu định vô lậu thì tri kiến giải thoát phóng ra. Cái người này là có tu thiền định, và cái người này thì không nghĩ là cái người mà hỏi cái câu hỏi này chắc không có mặt ở đây. Trở lại bên tu thiền, mình nói không nói tu thiền tu gì, tu thì nó có gọi là định, ta gọi là giới, định và tuệ. Định thì nó có gọi là từng cái mức định. Ví dụ như quý vị hồi nãy ngồi thiền, nãy đó là có định không? Có định. Cái định đó là định được một tiếng thôi. Thì cái định đó là cái định của phàm phu. Còn cái định của thánh nhân và cái định của chư Phật, chư Bồ Tát thì cái định đó gọi là cái định vô lậu. Vô lậu là sao? Chữ lậu là rơi rớt. Vô lậu có nghĩa là không còn rơi rớt, không còn bị những cái phiền não. Cái lậu nó có gọi là nghiệp chướng, quan gia chướng, báo chướng, phiền não chướng. Thì nó có một cái loại gọi là phiền não chướng. Thì những cái đó là nó không có hình tướng và nó không có cụ thể gì hết trơn. Đụng chuyện tới duyên thì nó mới xuất hiện. Thì cái đó gọi là lậu. Lậu là còn rơi rớt. Chữ lậu có nghĩa là tiếng Hán nó gọi là rơi rớt. Nó giống như cái rổ mà có gì? Lỗ. Cái rổ mà có lỗ thì bỏ bao nhiêu nó cũng rớt hết, nhưng mà cũng còn dính lại một chút. Thì cái định, mà cái định của phàm phu nó giống như cái rổ vậy. Rớt coi như cái nước ấy xuống, nhưng mà dính có một chút nước, có đúng không? Quý vị hồi hình dung ra được không? Dính con xuống nước thì cái đó gọi là định. Nhưng mình đó là cái định gọi là hữu lậu. Hữu lậu. Còn cái định vô lậu là không còn dính cái gì hết. Vô là không, không còn dính gì hết, không còn coi như là phiền não không còn gì. Đi vô cái định gọi là định vô lậu, tức là cái thiền định coi như là đến cứu cánh đó, tức là ngồi bất động luôn đó, ha. Và cái định đó nó có hai dạng, một là quán. Mình á, quý vị tu á, là những cái định đó nếu có đó là không phải là quán mà được định, không phải chiếu mà được định, mà Bồ Tát Quan Thế Âm đó trong Bát Nhã đó thì các ngài vô được cái định đó. Cái định gọi là phải có quán chiếu. Mà quán chiếu cái thân ngũ uẩn này là không, thì mới đạt đến cái Samatha Tamma Bát Đề, tức là đại định hoặc là vô lậu định. Đó. Trở lại, còn mình đó là mình do sao mình định, là do mình nhờ mình niệm Phật mình được định. Nhờ mình ngồi thiền theo dõi cái hơi thở. Nhưng mà có một cái khoảng trống là mình không có chú tâm vào hơi thở, mình phóng ra thì lúc đó mình không có được định. Rồi xong là mình kéo về nhớ lại, thì cái định đó có là do nhờ những cái pháp này pháp nọ, thì cái đó vẫn gọi là hữu lậu định. Còn cái vô lậu định nó giống cũng như hư không vậy đó. Quý vị hình dung ra mình biết nó giống cũng như hư không, nó mênh mông và nó trong ngần sáng suốt tỏ rõ. Ngồi cái chuyện gì xảy ra xung quanh mình biết, nhưng mà chỉ biết mà thôi. Hả? Ví dụ thầy ngồi thêm cái gọi là vô lậu định nè, thầy ngồi thêm nghe thấy tiếng chim kêu thầy biết, tới đó chấm dứt.
Thì cái đó là cái định Samatha trong sáng, trong lành, ta gọi là đại định. Còn đa số mình ngồi, mình nghe tiếng chim, biết, nhưng mà phàm phu nè, chạy theo cái đó và bắt đầu phân biệt, à, cái con chim này là con chim, con chim quần quanh hay là con chim chích chòe, hay là con chim cung đốc, hay là con chim xe sẻ. Bắt đầu mình phân biệt, thì lúc đó là cái ý thức phân biệt nó nhảy vô, thì cái đó không phải định. Quý vị hiểu không? Thì cái thiền định của Phật giáo mà gọi là vô lậu định là nó vậy. Thì khi vô lậu định mà được như vậy đó, thì tự nhiên trí tuệ, trí kiến giải thoát. Trí kiến giải thoát là gì? Cái hương đó có gọi là mấy cái thứ: giới, hương định, hương định huệ và hương giải thoát. Và cuối cùng là giải thoát tri kiến. Cái tri kiến giải thoát phóng ra có nghĩa là sao? Có là nghĩa là những cái mà mình thấy biết á. Tri kiến giải thoát có nghĩa là những cái thấy biết của mình nó không có bị nằm một chỗ, không bị chắc, không bị dính, không bị kẹt, thì nó mới phóng ra được. Sở dĩ mình bị khổ là do mình có cái tri kiến. Ví dụ như hiểu Phật cũng gọi là một cái dạng tri kiến đó. Mình hiểu rồi mình chấp. Ví dụ như ngày hôm nay nói, giống như bây giờ quý vị có cái kiến thức, cái tri kiến về Quan Âm, mà quý vị chỉ biết là Quan Âm qua cái hình tượng của người phụ nữ thôi. Ai nói là Quan Âm là nam thì quý vị cãi, thì cái đó không phải là tri kiến giải thoát, mà cái đó gọi là gì? Kiến thức thôi, kiến thức thế gian thôi. Sở dĩ thế gian nó chữ lộn nhau là do mấy cái này. Nó hiểu nhưng mà nó hiểu không tới, nó hiểu nhưng mà nó hiểu không rõ, nó hiểu không sâu, cho nên nó chấp. Và nó chấp thì mỗi người mỗi một cái bản ngã thì gây lộn nhau. Mà cái người được định giống như mình nói là định vô lậu đó, là sẽ chắc chắn tri kiến giải thoát bừng khởi. Mà tri kiến giải thoát thì là tri kiến giải thoát có nghĩa là trí tuệ bát nhã, chứ không phải là trí tại thường, mà là trí tuệ bát nhã. Thì ai đó nói là, hỏi là có phải là trí tại không, nếu là đúng ra đó là phải là trí tại bát nhã. Chứ còn cái trí tại thường của phàm phu á, thì nó cũng còn trong cái sinh tử và còn trong cái hạn hẹp. Cái trí tại bát nhã là trí tại của chư Phật á, của Bồ Tát á, là thấy, nhưng mà không phải thấy ở cái kiếp hiện tại, mà thấy ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Ví dụ như bây giờ thầy thấy một cái chuyện nó xảy ra như vậy, thầy thấy cái chuyện mà bữa nay sáng nay mà quý vị tụng kinh nghe ầm ầm vậy, giống như sóng hải triều âm. Quý vị có nghe trong kinh Phổ Môn đó là diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, là cái tiếng tụng kinh của quý vị nó như là cái sóng biển ầm ĩ ha, nó mạnh như vậy đó. Thì nếu mà thầy chỉ lấy cái tri kiến phàm phu á, thì thầy nói làm sao? Bữa nay nhờ quý vị uống sâm nhiều đó, nhờ sâm hết hạn, đúng rồi. Còn cái tri kiến gọi là tri kiến giải thoát, tri kiến bát nhã đó, trí tuệ bát nhã, trí tuệ giải thoát đó, là thầy thấy được trong tất cả mọi người nơi đây có cái chất liệu Quan Âm của nhiều đời nhiều kiếp. Thì cái đó gọi là trí tuệ bát nhã, đó gọi là trí tuệ bát nhã. Có nghĩa là thấy không phải chỉ thấy ở cái chút xíu ở cái trước mắt, mà phải thấy nhiều đời, 7 đời, 3 đời, 10 đời. Thế như vậy đó, tại sao người đó người ta làm khó làm dễ mình? Ví dụ như trong đời sống tu hành của thiền hữu đi, người nào đó làm khó làm dễ thiền hữu thì thiền hữu phải quán chiếu. Thứ nhất là mình với người đó có nhân duyên quan gia. Nếu người đó nhìn ở cái góc độ mà là gây khó khăn là quan gia, mình phải thấy điều đó rõ ràng. Khi mà mình thấy rồi mà không phải quan gia, cái kiếp này rõ ràng cái kiếp này tôi đâu có gặp, đúng không? Tự nhiên lang thang đi lại đây rồi giờ gặp,
rồi khổ, rồi làm khó làm dễ với nhau. Thì mình thấy, mình quán chiếu, mình thấy không phải cái này, mà nhiều kiếp về trước mình cũng đã làm cho người ta khổ. Và khi mình hiểu như vậy rồi là mình thanh thản cãi, mình trả không trả gì, cãi ai muốn làm gì làm, mình không có để tâm tới. Thì như vậy ta gọi là trí tuệ bát nhã. Tưởng cái trí tuệ bát nhã nó kỳ lắm, tưởng đâu như là khùng, như là không biết gì hết, giống như thầy á, không biết gì hết, nói thiệt thì biết hết trơn, nhưng mà thầy không thèm nói thôi. Cơm thầy còn biết nấu mà nhưng mà không nấu